đôi này chị chọn là bởi vì là nó rất là nhẹ, hình như là chỉ khoảng 200 gram thôi, chưa bằng một quả táo. Chị Diễm, fan chị Diễm có một thắc mắc nho nhỏ nha. Thắc mắc gì đấy em? Sao chị Diễm nhiều quần áo xịn sò như vậy mà có đôi giày này chị cứ đi mãi thế? What? Đôi giày này á? Hôm nay chị bị bóc ở đây này. Thường ấy, lúc nào mà chị mà đi quay cả ngày ấy thì chị sẽ luôn cố gắng chọn một đôi giày nào nó đi nó tiện lợi nhất, nhẹ nhàng nhất để mình không bị mệt mỏi ấy, di chuyển nhiều. Mà đôi này chị chọn là bởi vì là nó rất là nhẹ, mà chị đi bao lâu nay rồi mà nó không bị sao hết, nó rất là bền và nhẹ. Bởi vì là lúc mà chị mua, các bạn bán hàng nói là đôi này nó siêu nhẹ, hình như là chỉ khoảng 200 gram thôi, chưa bằng một quả táo, cho nên là chị rất là thích đi đôi này. Buổi sáng ngày ra, bởi vì buổi sáng ngày ra thứ lúc nào cũng rất là vội vàng, cho nên là cứ dầm chạy xuống nhà xong rồi xỏ một đôi cảm thấy thoải mái nhất. Đi mà nó rất là dễ phối đồ nữa, nó có thể phối với cả nhiều bộ quần áo, nó tiện. Nên là thường là chị sẽ chọn đôi này để đi quay, đi làm. Thảo nào em thấy chị đi suốt, em cũng hay chạy đi ở trường quay ấy, mà sợ giày chạy nhiều quá thì nhanh hỏng, nhất là những hôm mà em đi qua vũng nước trời mưa ấy. Nên là em cũng muốn mua một đôi giày như thế, thì chị cho em xin địa chỉ cửa hàng nhá. Thế thì chị khuyên chân thành là em nên chọn một đôi giày giống như của chị, là giày Kosu mà chỉ bán tại Japan Shop thôi. Chị mua đôi này thì ở 44 Đỗ Quang, nhưng mà Japan Shop ở trên Hà Nội, ở Hà Nội thì có hình như tận 7 cửa hàng cơ. Nên là mình cứ chọn địa chỉ nào mà ở thuận tiện với mình nhất thì mình mua. Đôi này nó rất là dễ đi ý. Và nó, thứ nhất là nó cảm cho mình cái cảm giác rất là thoải mái. Em có thể đi mưa, đi nắng, đi các nơi. Chị đi xá xã luôn, phải đến 2 năm nay rồi mà chưa thấy nó hao mòn một tí nào luôn. Mà tức là đi trời mưa mà nhiều lúc mà chị còn đi ở vào vũng nước ý, mà về nó cũng chả thấy bị làm sao cả. Vâng, em cảm ơn chị nha.